Sưởng gỗ Quang Vinh xin kính chào quý khách. Hôm nay bên em vừa hoàn thiện xong một bức tiểu cảnh ôm đá tự nhiên bằng gỗ hương ta, gỗ hốc. Sau đây em xin quay chi tiết bức tiểu cảnh này cho các bạn cùng xem. Bức tiểu cảnh này bên em là gồm có 9 chú tiểu đồng. Bên em đúng rất là sinh động và rất là phong phú và nhìn rất là đẹp. Em sẽ bên Sưởng gỗ Quang Vinh sẽ mời các bác cùng xem bức tiểu cảnh này. Các bác ơi, đây là cái tác phẩm mà Di Lặc tiểu cảnh các bác nhá. Đây là phải gọi là một tiểu cảnh Di Lặc ngồi gốc tùng cửu phúc, và đặc biệt là bức này của bên em thì có chất liệu là gỗ hương ta, hàng liền khối 100% và có ôm đá tự nhiên nhá. À, liền khối 100% vì đây là cả mấy khối gỗ. Bên em đục cây tùng liền, các bác thấy trăng liền hay là cái dòng sông ở dưới này cũng là liền, và các chú tiểu đồng cũng đều là liền trên một cái khối gỗ rất là to và có một cục đá tự nhiên. Còn trong quá trình đục hay là trong quá trình đục thì nó có thể là gãy một chút, ví dụ như là gãy một chút cái một cái nhỏ nhỏ thôi thì đấy là điều không thể tránh khỏi khi đục được các bác nhé. Còn toàn bộ tác phẩm của bên em là liền và đây là gỗ hương ta, bên em vẫn để mộc nguyên chưa đánh giấy giáp mới chỉ đục thôi. Mà các bác nhìn là đẹp và sắc nét như thế này, rất là VIP luôn các bác nhé. Bức này của bên em thì có kích thước là ngang gần 1 mét luôn. Và bức này của bên em bán với giá là 22 triệu. Em vẫn để nguyên mộc để cho các bác có thể chiêm ngưỡng được cái độ sắc nét cũng như là cái vẻ đẹp khi mà chưa PU. Còn nếu khi mà PU rồi thì nó sẽ có những cái màu như là những cái mẫu tượng gỗ hương khác mà bên em đang bày ở xung quanh thôi nhé. Bức này phải gọi là một bức tiểu cảnh rất là to. Có thể là các bác thấy rất nhiều bức tiểu cảnh rồi nhưng mà kích thước vừa phải thôi. Còn bức này của bên em thì rất là to, đục mất rất là nhiều thời gian cũng như là tỉ mỉ từng chi tiết. Bức này của bên em có 9 chú tiểu đồng đang nô đùa xung quanh cụ Di Lặc. Một bức tiểu cảnh có cả sông, cả nước. Có cả sông, nước và có cả trăng các bác nhá. Rất đẹp luôn, có cả núi nữa nhá. Đây các bác nhìn này, em sẽ quay kỹ từng phần từ trên xuống dưới để cho các bác cùng ngắm nhé. Phần trên thì bên em đục một cái cây tùng rất là to, một cái tán cây tùng rất là to, và cụ Di Lặc thì đang ngồi ở dưới gốc tùng này. Ở bên trên thì bên em có đục trăng. Bên em có đục trăng này. Đây là những cái ngọn núi này. Các bác nhìn đây là ngọn núi này. Bên trên thì bên em có đục trăng nhá. Và đây các bác nhìn cái phần cây tùng này, liền khối hoàn toàn luôn. Các bác nhìn từng cái cành tùng này, đục kênh hẳn lên như thế này, mất rất là nhiều thời gian công sức để đục nhá. Đây các bác nhìn này, đó, mất rất nhiều thời gian luôn nhá. Từng cái cành tùng đục rất là kênh bong. Đây các bác nhìn này, kể cả từng cái tán tùng thôi nhá, từng cái cành lá thôi bên em cũng đục kênh hẳn ra và gọi là siêu đẹp. Đây các bác nhìn diện mặt của cụ Di Lặc nhá. Em quay cho các bác xem diện mặt của cụ Di Lặc, đục rất là kỹ luôn. Diện mặt của cụ Di Lặc. Đây các bác ngắm cái hình dáng của cụ Di Lặc nhá. Vân gỗ này, các bác nhìn vân này vẫn để mộc hoàn toàn chưa PU nhá. Trên tay cụ thì có cầm một cái quạt. Bên này thì có một cái thỏi vàng và xung quanh thì có hai cô bé tiểu đồng đang ngồi ở hai bên. Đây các bác nhìn một cái điểm rất là đặc biệt ở cái bức này là có một cô bé tiểu đồng đang ngồi chơi xích đu ở trên cái tán. Cái xích đu nó ở trên cái tán tùng, buộc ở trên cái tán tùng, và đây là cái hòn đá tự nhiên. Tự nhiên hoàn toàn luôn, các bác nhìn này, xung quanh nó có những cái vết nũa này. Đây là một cái khối gỗ mà cái khúc cây nó mọc lên nó ôm vào đá nhá. Ở bên này thì các bác có thể thấy như là, có thể đây nó như là một cây đa. Có một cái chú tiểu đồng đang ngồi ở dưới gốc cây đọc sách rất là đẹp. Bên em còn đục cả những cái hàng rào để cái tác phẩm nó sống động hơn. Và đây là một cô bé tiểu đồng đang ngồi thổi sáo nhá. Đấy các bác thấy là một cái tiểu cảnh rất là đẹp. Các bác chỉ, em đang quay cho các bác xem một góc nhỏ thôi, nhưng mà các bác thấy là đã rất là đẹp và sống động rồi, mà đục cực kỳ kênh bong. Đây các bác nhìn cái phần cây này, xung quanh này hoàn toàn là kênh hẳn lên luôn, rất là đẹp. Từng cái tán tùng đây, lại phải quay kỹ cho các bác xem lần nữa vì quá đẹp, càng ngắm thì càng thấy đẹp nhá. Đây các bác nhìn này, kể cả những cái tán này cũng rất là đẹp. Đấy các bác thấy này, trăng này, trăng này, những cái viền này, những cái như kiểu là những cái mây, ngọn núi này. Và đến bên này nhá, kể cả những cái cành tùng này, các bác thấy là nó rời hẳn ra, rất là đẹp.
những cái sợi như là những cái sợi những cái cành cây nó rủ xuống. Các bác thấy là nghệ nhân bên em đục rất là chi tiết, từng cái chi tiết nhỏ nhưng mà vẫn đục rất là kỹ. Và ở bên này thì có hai cô bé tiểu đồng đang ngồi ở trên một cái xe kéo, thì đây là có thể là cái bao tiền. Ở đây thì một cái cô bé tiểu đồng này đang đứng bám vào cái cành, đang đứng bám vào cái tay xe này. Đây các bác thấy này, đục cũng rất là kênh luôn, từ cái chân co lên này, đục kỹ cực kỳ, từng cái miệng này, ánh mắt, đến từng cái sợi tóc này, hay là cái bím tóc, hay là đến cái phần khuyên tai, từng cái vạt áo cũng đục rất kỹ luôn các bác nhá. Đấy, các bác thấy là để đục một cái tác phẩm tỉ mỉ như thế này mất rất là nhiều thời gian. Đây, em sẽ quay lại cả cái cảnh trên cho các bác xem, cực kỳ đẹp và rất là bắt mắt. Ở trên là những chú tiểu đồng đang nô đùa và cụ Di Lặc ngồi gốc tùng. Sau đây sẽ quay cho các bác xem phần bên dưới, đó là một dòng sông nhá. Đây là có một cái cầu thang đi xuống này, một cái tiểu cảnh luôn, bên em đục từng chi tiết rất kỹ. Đây là có những cành cây tùng này, những cành cây tùng. Bên dưới thì có một chú bé tiểu đồng vác một cái quạt mo, và một cô bé tiểu đồng đang cầm cái thỏi vàng, đang đứng ở cái thế rất là tinh nghịch. Và đây là một cái cây cầu các bác nhá, đây là một cái cây cầu. Chú bé tiểu đồng đang ở trên cây cầu. Đây là dưới này là những cái, dưới này thì bên em đục nó như là những cái dòng sông. Nhìn kỹ thì các bác có thể thấy nó như là những cái gợn nước. Đây là cây cầu vì ở bên này bên em có đục một chiếc thuyền nhá. Bên em có đục một cái chiếc thuyền, đó, phải đi qua cây cầu để đến được bên thuyền này. Đây các bác thấy là vừa có sông nước, vừa có trăng, vừa có núi non và vừa có cây cảnh. Một cái bức tiểu cảnh với cái đục cái khung cảnh rất là đẹp mà to như thế này, lại có một cục đá tự nhiên. Thì các bác biết đây là một cái khối gỗ rất là già, mà là gỗ hương ta nữa thì kiếm gỗ rất là khó. Và để đục một cái tác phẩm to như thế này thì không hề đơn giản. Mà em đã quay kỹ cho các bác xem từng chi tiết rồi, từ cái diện mặt rất là nhỏ của những cô bé, chú bé tiểu đồng thôi, nhưng mà nghệ nhân em cũng đục kỹ như thế này. Đây các bác nhìn này, từng cái ánh mắt này, từng cái nháy mắt này, hay là đến cái từng cái đốt ngón tay, từng cái ngón tay đang thổi sáo. Đấy các bác thấy là trau chuốt tỉ mỉ rất là kỹ, mà bức này bên em mới chỉ đục thôi nhá, chưa PU, chưa đánh giấy ráp luôn, đã đẹp, đẹp như thế này rồi. Và để nguyên mộc để cho các bác cảm nhận được cái độ chất lượng của tác phẩm luôn. Từng cái cành lá này, cứ phải quay thật kỹ để cho các bác cùng ngắm này, từng cái tán lá đẹp như thế này nhá, chặt tỉa rất là kỹ mà đục hoàn toàn bằng tay luôn. Diện mặt của cụ Di Lặc thì cực kỳ là phúc hậu, cực kỳ là hiền hậu, mà cái dáng ngồi rất là hài hòa, rất là khoan thai, mà cái diện mặt nó cực kỳ là vui vẻ, một nụ cười tỏa nắng nhá. Nếu như mà các bác yêu thích thì các bác có thể nhắn tin ngay cho bên em, bởi vì cái bức VIP như thế này thì bên em chỉ có một bức duy nhất thôi. Và hiện nay hàng thì bên em đang bày tại cửa hàng ở số 4, dãy B2, shop house Tố Hữu, Vạn Phúc, Hà Đông nhá, Hà Nội. Và các bác ưng thì nhắn tin ngay cho bên em, tại vì bức này có 102 như thế này thì chắc chắn là rất là nhiều bác yêu thích rồi. Mà giá thành thì cực kỳ là hợp lý, bên em chỉ bán với giá là 22 triệu thôi. Nguyên mộc, bên em PU cho các bác, dành giấy ráp kỹ cho các bác, và PU cũng vẫn chỉ là 22 triệu nhá. Các bác ưng thì hãy nhắn tin ngay cho bên em theo hai số điện thoại mà bên em đã để trên màn hình. Cảm ơn các bác đã theo dõi video clip của xưởng gỗ Quang Vinh. Và nếu như mà các bác yêu thích các tác phẩm tượng gỗ phong thủy thì các bác hãy theo dõi trang của xưởng gỗ Quang Vinh các bác nhé. Xin chào tất cả các bác.